Chào các bạn đến tin nhanh 24/7. Cận cảnh Suzuki GFX S150 2022 ra mắt thị trường Việt Nam với mức giá bán từ 64.400.000 đồng. Với mức giá bán chỉ từ 64.400.000 đồng, cái chiếc Suzuki GFX S150 2022 chỉ tương đương với mức giá của các dòng tay ga tầm trung tại thị trường Việt Nam. Mới đây, Suzuki Việt Nam đã bổ sung thêm lựa chọn màu sắc mới cho cái mẫu là GFX S150 vào cái năm 2022. Cụ thể, cái bọc đứt cơ bay mới lần này có thêm những gam màu như xanh đen mới, khiến tổng lựa chọn màu sắc lên thành 4 màu tất cả. Cụ thể, cái gam màu xanh đen mới của chiếc GFX S150 2022 nó vẫn áp dụng cho mình gam màu xanh đặc trưng đội đua Suzuki Extra, nhưng được thiết kế lại logo và tem xe. Theo đó, logo Suzuki được thu gọn hơn, trong khi các dải màu bạc xanh lá cũng được thiết kế lại. Suzuki GFX S150 2022 là một mẫu xe mô tô đường phố được ưa chuộng khi xuất cho mình cái có động cơ 150cc, cái loại là DOC là mát bằng dung dịch. Cái có động cơ này sinh ra cái công suất ra là 14.1 kW, ở ngưỡng tua máy là 10.500 vòng/phút, trong khi đó mô men xoắn cực đại là 14 Nm, ở ngưỡng tua máy 9.000 vòng/phút. Thuộc trong những cái mẫu mô tô cỡ nhỏ có một cái sức hút mạnh nhất trên thị trường Việt Nam hiện nay. Chiếc xe được truyền động bởi hộp số con tay 6 cấp cực linh hoạt. Cái mức tiêu thụ nhiên liệu rơi vào khoảng là 2,57 lít cho 100 km. Cái chiếc GFX S150 2022 cũng sở hữu mình cái phần đèn pha bóng là halogen cỡ lớn đi cùng với cụm đèn xanh trước được tách đôi ở phần đầu xe. Đồng hồ ứng dụng là loại LCD toàn phần, hiển thị đầy đủ các thông số, vẫn ứng dụng cho mình chìa khóa thông minh và bình xăng với dung tích là 11 lít. Tư thế ngồi của chiếc GFX S150 2022 là khá nhẹ nhàng nhưng vẫn cũng rất là thể thao, đặc trưng một cái mẫu là nước cơ bay. Về mức giá bán của chiếc Suzuki GFX S150 2022, em ấy được bán chính hãng Việt Nam với mức giá là 64.400.000 đồng. Một mức giá cũng rất hợp đối với những người mới bắt đầu chơi xe mô tô Việt Nam. Exciter 135 nâng cấp cực kỳ chất đúng phong cách của năm 2022. Cái chiếc Exciter độ hôm nay sau một cái ca phẫu thuật rất ngoạn mục đến từ một bệnh viện tên là CSS Hostel thì chiếc xe đã trở nên chất hơn rất nhiều. Ngoài trừ diện mạo đẹp của năm 2022 thì em ấy còn có rất nhiều đồ chơi chất tên tuổi như Acosto, Rakotex hay Crambo. Cả bộ áo chiếc xe lấy ý tưởng từ cái mẫu LC 15 cái đời mới nhất 2022 của thị trường Malaysia với cái tông màu xanh dương làm chủ đạo. Cả ngay diện áo này trông cực kỳ đẹp mắt và sắc sảo. Không phải cái mẫu cụm thắng Rainbow Access nào quá cái sức quen thuộc, chiếc xe được trang bị cái cụm thắng là Acosto, do đó mà em ấy trở nên độc hơn, lạ hơn, hiệu năng thắng cũng tuyệt vời hơn, so ra nó không cua kém gì với mẫu cụm thắng đang có mặt thị trường này. Nhờ ứng dụng trên mình trên đầu của chiếc Exciter thời mới nên cái mẫu xe này đã trang bị cho mình cái cụm công tắc rời của cái mẫu là CB 600F mà không cần phải đục khoét gì hết. Mẫu cụm công tắc này nhìn chiếc xe trông nó cứng cáp hơn rất nhiều và hơn hết có thêm một cái nhiều chức năng hơn. Nằm đối xứng với cụm thắng Acosto là cái cụm con đô lô tụi em, có thể chỉnh được cái độ xa gần phần tay con phù hợp với đứa tay của người chủ. Xịn sò là vậy nhưng giá của em ấy hợp lý lắm, chỉ khoảng dưới 3 triệu. Cái dàn chân chiếc xe hôm nay rất là chắc chắn nhờ vào phụ trước ACM dành riêng cho những mẫu như Exciter 10 đã được chỉnh và cân sao cho hoàn chỉnh để gắn lên con xe hôm nay. Ngoài ra cái dàn chân trước là cái con heo Rainbow lục lớn để của Rakotex tối ưu cái phần hiệu suất thắng. Cái cổ vô nguyên bản đã được thay mới bằng một cái cổ của Titan nó sặc sỡ hơn, ẩn hiện một cái lớp kiếm rất là ấn tượng, làm cho ai cũng muốn khám phá tìm hiểu thêm. Cặp đôi heo đĩa sau với cái tông cùng với dàn chân trước, có điều là heo Rainbow logo lớn này được bắt ngược, khiến cho các bụi rơi qua thông qua cái rãnh nhỏ dưới heo. Việc này giúp người chủ dễ dàng hơn trong quá trình vệ sinh. Cái phụ sau đến từ là ABM xuất hiện để dành cho các dòng Exciter 45, có mức giá thị trường khoảng gần 8 triệu. Vẻ ngoài của nó nhìn cũng trau chuốt, hiệu năng cũng rất êm ái nhưng hiện tại không được sử dụng nhiều.
bởi vì nó sẽ tăng thêm cái độ đặc sắc cũng như cái sự độc đáo cho con xe hôm nay. Đây là cây bột của Winner X, mẫu mô mới, ngày đem tới âm thanh vô cùng giòn giả, phân khích. Với kiểu dáng cũng làm cho cái con Exciter trầm hơn, gấu hơn rất nhiều. Ngoài ra chúng ta còn nhận được một biển số khá đẹp. Nếu mình nghĩ bóc được cái biển này thì anh chủ quả là người có bàn tay vàng. Anh em thấy cái chiếc xe này thế nào? Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này, hãy đăng ký tiếp, nhấn like, subscribe.